Rồi xin chào anh em đã quay trở lại với channel của cửa hàng Phú Hương bên em ha. Hổm gài lên máy cắt cỏ đồ này kia rồi cũng chậm chậm chưa có lên máy cưa. Bữa nay lên dập cho anh em một cái lô cuối cùng của cái bảng chữ cái là lô Y anh em. Thì cái lô Y này nó sẽ gồm có là 17 cái máy cưa ha, và hai cái con bơm nước. Thì nói chung là trong cái lô Y này cuối của cái bảng chữ cái này đó thì bữa nay bên em mua được cái mối này là cái máy, nói chung là trong cái lô này đặc biệt ưu điểm của cái lô này là máy rất là đẹp luôn anh. Đấy, lô này là máy là cực kỳ đẹp luôn. Đó, toàn là mấy cái con mà hàng rất là nét, rất là đẹp, xịn sò không ha. Thì ở đây bên em sẽ chia làm 3 khu cho anh em. Thứ nhất là cái khu mà đế chế ở chôn, tức là cái đế chế mà cái số lượng bán máy, cái doanh thu sản lượng mà bán nhiều nhất trên thị trường Việt Nam mình hiện nay đó là ê chôn. Thì cái đặc trưng của nó là chạy bốc và tiết kiệm xăng. Rồi, còn cái đế chế thứ hai đó là 4 cái con Ryobi. Con này thì nó chạy còn bốc hơn Ryobi nữa. Rồi, xin lỗi, còn bốc hơn ê chôn nữa. Và máy là nó đẹp hơn ê chôn luôn. Và đó là cái dòng Ryobi của Nhật ha. Rồi còn ở trên cùng đó là cái dòng mà máy hệ của Shinawa. Cái dòng này thì anh em quá đủ quen thuộc rồi, nó chạy rất là trâu, anh em có thể chạy vài chục năm bình thường ha. Rồi, tiết kiệm xăng và cái tua máy nó rất là nhanh đó. Thì ở đây nó có hai cái con nồng đứng và ba cái con máy nồng nằm đó, cho anh em lựa ha. Rồi hai cái con bơm nước thì trong cái video clip trái lơ này đó thì bên em chỉ quay sơ tóm lược sơ qua thôi, nhưng mà nếu mà anh em là có theo dõi trên video channel của bên em rồi đó thì anh em đã nắm được những cái thông số của những cái dòng máy này rồi đó. Thì anh em chốt những cái trong cái lô trái lơ này anh em sẽ được cái ngon á, là anh em sẽ chốt được những cái con máy mà nó đẹp mình ưng ý. Chứ còn mà nhiều khi anh em đợi sáng mai 8:30 bên em mới lên cái lô chính thức, rồi bên em mới căng đông đo đếm rồi mới test nổ, rồi anh em coi test nổ xong rồi anh em lại đi chần chừ, anh em do dự, anh em nghiên cứu rồi này kia, tới lúc mà bóc máy lên bán mẹ nó hết rồi còn lâu nữa mua, đúng không? Đấy, thì cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Do đó anh em nào mà có theo dõi video của anh em rồi, nắm được những cái thông số của những dòng máy này rồi thì anh em nên lơ mua trong cái lô trái lơ thì nó sẽ rất là có lợi, nói chung là nó sẽ có lợi hơn là có hại ha. Rồi thì đây là số hotline bên em 0967100003, đây đồng thời là số Zalo luôn. Nhưng mà hiện Zalo bên em đã đầy bạn bè rồi, anh em có vấn đề gì thì cứ nhắn tin qua Zalo thì bên em sẽ trả lời cho anh em ha. Rồi thì đây là lô Y nha. Thì trong cái lô đế chế Echo này nó sẽ gồm có 8 con nha nè, 8 con. Thì cái đặc trưng của cái dòng Echo là cái máy nó là màu cam. Một trong ba cái con đầu tiên là Y1, Y2, Y3 là ba con này là hoàn toàn giống nhau. Ba con này thì nó sẽ phù hợp với anh em mà mới xài máy cưa lần đầu, hoặc là mua cho tặng cho ông bà già ở quê. Đó, hoặc là cưa lặt vặt trong gia đình thì em nên khuyên cho anh em là xài cái con Y1, Y2, Y3 này. Là xài là phải nói là cái mức độ mà hài lòng là tuyệt vời luôn. Tại vì cái dòng này á, chạy nó rất là, nghe tiếng máy nó rất là hay, chạy nó rất là dễ nổ. Nhất là anh em mà cưa ít á, cưa xong rồi quăng vô trong sóc, trong hốc bà tó gì đó, lâu lâu mới lôi ra, giật ra là nổ. Nó rất là nhẹ nổ khi mà anh em để lâu ha. Và chạy thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Thì đây là những cái dòng Echo 281 nha nè. Thì cái công suất của cái con này thì nó khoảng 30cc, do đó anh em chạy cưa thì nói chung là những cái dòng máy cưa mà cưa những cái gỗ mà ở trong gia đình đồ, ở vườn đồ này kia đó, thì với 30cc là anh em cưa rất là thoải mái rồi, chừng nửa ra là đã xong cái công việc của mình rồi đó. Do đó là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu nha nè. Cái con Y1 này là 2,2 triệu ha. Ba con này đồng giá nào 2,2 triệu, với lại nhiều anh em khoái á, cái lốc nó có dập mét đi cho bằng. Rồi cái mặt ốp của bên đây là mặt ốp nhôm luôn, cái lốc của nó, lốc máy nó là lốc nhôm luôn, nên là chạy là phải nói là cực kỳ bền nha anh em. Đó, Y2, Y3, ba con máy này là ba con máy tuyển nha. Đó, đây anh em nhìn lại nè, rất là đẹp ha. Rồi còn cái con Y4 này thì giá 2,3 triệu, con này thì full nhôm luôn. Cái con Y2 này đó thì nó có một số chi tiết là nó là còn kết hợp là nhựa, còn cái con Y4 này là full nhôm luôn, tức là toàn bộ cái máy là full nhôm hết, và cái lam của nó là lam Latin luôn, do đó là nó mắc tiền hơn. Cái con Y4 này là 2,3 triệu, con này em hay gọi là nhỏ mà có vỏ, là đi cưa củi đồ này kia đó, anh em đứng xa mà cả cây số nữa là còn nghe tiếng của nó nha, nó nổ tiếng máy nó rất là thanh, và tiếng máy nó gầm gú rất là dữ nha anh em. Anh em tưởng đâu là một cái máy gì nó bự, nó to khổng lồ lắm, nhưng mà lại rất là gọn, nhưng mà cưa thì rất là bốc. Đó là cái hay của cái dòng Echo ha. Rồi con Y4 này là 2,3 triệu ha. Rồi kế tiếp là cái con Y5, cái con này thì dành cho anh em cưa gia đình là tuyệt vời luôn. Con này thì nói chung là cái dòng đời cao, do đó là nó mắc tiền nha anh em. Đó, cái lam nó còn chữ Kirit rất là đẹp ha. Đó, con này thì cái lam, cái xích của nó còn rất là mới nha nè, gần như là giống như xích mới vậy đó. Con Y5 này là giá 2,5 triệu nha. Cái cân nặng của nó ghi ở đây là chỉ có 3kg thôi, rất là nhẹ luôn. Đây anh em có thể thấy nè, cân nặng chỉ có 3kg thôi. Con này thì 27cc, chạy phải nói là siêu tiết kiệm nhiên liệu nha nè. Đó, con này là siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, chạy là cực kỳ phê ha. Rồi cầm nắm đồ này kia thì nó nói chung là nó rất là nhẹ nhàng, chụp giật thì trợ lực, rồi có vú bơm, rồi có le gió tự động luôn nè. Đó, anh em bóp vô là tự động nó nhảy vô ha. Đó,
Rồi còn con Y6, con này là cái dòng Echo 331 nha. Cái con này thì bữa nay á là nó ngon cái là xích của nó là xích mới nha nè, xích mới và làm Latin luôn. Con này thì giá nó là 2.750.000. Con này thì nói chung là cái công suất nó lớn hơn nguyên cái vàng ở phía trước này. À, nguyên vàng phía trước này là công suất cỡ vừa thôi. Còn những cái con này thì công suất nó cỡ lớn ha. Ở cái đây là cái con Echo 331 nha nè. Con này thì giá nó là 2.750.000. Còn hai cái con bên đây đó là Y7, Y8 đó là Echo 362 thì công suất nó tới 37cc. Đó, cái con này thì là 3 triệu và cái con này là 3.2 triệu. Con này nó đi cái lam là lam VIP nha nè, lam Dewo. Đó, nếu mà anh em nào biết cái hãng Dewo của bên mấy xe tải đồ là anh em biết. Cái lam nó khá là xịn sò ha. Rồi, còn con Y7 này giá 3 triệu, lam là tinh xích mới ha. Đây máy rất là keng nha nè, keng xà beng luôn á. Rồi con Y8 này thì còn keng hơn nữa. Nên là giá nó cao hơn cái con bên đây là 200.000. Mặc dù là hai thằng cái công suất nó như nhau nha nè, nhưng mà cái nồng bên đây nè. Đó, anh em nếu mà anh em soi chi tiết á là cái nồng bên đây nó còn mới hơn bên đó rất là nhiều luôn, với là cái lam nó dài hơn, xích nó xài cỡ lớn luôn. Đó, nó đi cái lam double ha. Đây double. Cái lam này chạy rất là đã nha nè. Rồi, cái nồng nó rất là mới nè ha. Mới keng luôn. Rồi thì cái con Y8 này là 3.2 triệu ha. Rồi như vậy là em điểm qua sơ cho anh em là 8 cái con dòng Echo. Đó, từ phân khúc phổ thông cho tới phân khúc cao cấp xịn sò nhất. Rồi còn anh em mà thích cái dòng Ruby mà chạy bốc á thì cái thằng Ruby này nó nôm na nó kiểu giống như là cái thằng Echo bên đây là Honda nè. Thì cái thằng Ruby bên đây đó là Yamaha thì anh em chạy nó rất là bốc luôn. Chạy là nói chung là nếu mà anh em mà khoái cái độ mà ngọt của cái ga máy á, không có muốn cái độ chảy bóp là nó lên liền đó, thì anh em lấy cái dòng Ruby này là phải nói là cưa sướng phải biết luôn. Nói chung là bốn con này là công suất nó bằng nhau nhưng mà cái giá tiền nó trên nhau. Nó rẻ nhất là từ 2.1 triệu và mắc nhất là 2.5 triệu, do là nó đẹp xấu khác nhau thôi. Chứ còn mà về mặt công suất á là nó hoàn toàn cho như nhau nha nè. Về cái độ bền, về cái độ ngon của máy thì là em cam kết cho anh em là nó nổ như nhau luôn ha. Thì cái con Y9 này là 2.1 triệu ha. Con này nói chung là giá rẻ nhất, do đó là cái hình thức của nó sẽ không bằng ba thằng bên đây. Nhưng mà nếu mà anh em nào muốn mua một cái máy cưa để xài chứ không phải để ngắm đó, còn chỉ cần tốt gỗ hơn tốt nước sơn đó, thì anh em lấy con Y9 này là hết bài luôn. Giá rất là mềm, giờ phải nói là hàng ngon mà giá hơn nha nè. Thì có con Y9 này là 2.1 triệu ha. Bốn con này thì nó cùng cái công suất nhau là khoảng 35cc mà em đã để đây rồi, chạy rất là bốc. Do đó anh em đưa vô cưa gỗ rồi này kia nó rất là mướt, cái độ máy tiếng mướt nó nghe rất là phê ha. Còn ba cái con bên đây thì hai con bên đây là 2.4 triệu, Y10 với Y11, hai con này Ruby. À, cái độ đẹp thì nó cũng y chang, còn bên đây thì nó đẹp hơn nữa, nó đẹp hơn ở phần lam luôn, nó vừa đẹp phần máy mà vừa đẹp phần lam. Do đó là cái con này là mắc tiền nhất là 2.5 triệu, do là nó đẹp nhất. Nói chung là nó khác nhau về độ đẹp thôi, còn mà công suất thì hình thức là y chang nha nè. Đó, rồi con này là xích mới nè, xích mới 100%, con này cũng xích mới 100%, con này cũng xích mới 100%. Chỉ có cái con mà Y9 là lam xích, nó là lam xích zin thôi, còn ba thằng bên đây là lam xích mới ha. Rồi còn cái hàng thứ trên này đó là Shinawa ha. Shinawa thì quá đủ quen thuộc rồi, thì bữa nay có cái con Y13, con này thì 2.850.000 nha nè. Con này là cái dòng Shinawa E300, cái lam nó còn mới đét luôn à, còn chữ Shinawa luôn, lam Latin. Con này là 2.850.000 nha, Shinawa E300. Anh em biết cái dòng E là dòng tiết kiệm nhiên liệu đó ha, economy. Rồi còn con Y14 bên đây là Shinawa 360 37cc, con này thì 3.1 triệu nha, cũng lam Latin luôn. Và cái lam này khá là dài, cái lam này thì nó khoảng là 4.5 tấc nha. Đó, còn nồng nằm thì bữa nay có xin được qua 345, 340 hay 345 đó. Thì con này là giá 3 triệu nè. Con này thì là dành cho những anh em mà khoái cái dòng mà xin được qua 350 đó. Thì anh em lấy cái hàng 340 này nó chạy cũng y chang luôn, mà giá nó rẻ hơn tới 1.5 triệu đâu. Xài dòng này nếu mà xài gia đình đó là xài dòng này là ok rồi, rất là ok ha. Rồi xin được qua 405. Cái con này thì nữa bên em sẽ lên cho anh em nguyên cái bộ xích mới nha nè. Tại vì làm xong rồi nó bị sót, cái con này chưa lên cái xích mới nhưng mà quăng lên lô rồi, thôi quay luôn. Thì cái dòng này là Shinawa 405, anh em lưu ý phân biệt với là Shinawa 305 nha. 305 thì nó rẻ hơn, thì nó tầm khoảng 3.4 triệu tới 3.5 triệu thôi. Còn cái này là Shinawa 405 thì giá nó là 3.8 triệu ha, máy là full nhôm luôn. Rồi còn Shinawa bên đây là Shinawa 415, con này là 4.5 triệu nha. Con này là siêu to khổng lồ luôn đó nè, nguyên cái máy là full nhôm luôn. Và cái lam nó khá là dài, lam này thì nó khoảng 5.5 tấc qua, chắc cỡ đó ha, cỡ 5.5 tấc, 5 tấc gì đó. Xích là xích cỡ đại, còn rất là dày nha nè. Còn bên đó là Shinawa 405 thì anh em lưu ý là cái con đó khi mà trước khi em gửi em sẽ lên cho anh em cái bộ xích mới, nên là anh em cưa là đảm bảo cho anh em là rất là yên tâm, giống như là cưa máy mới vậy đó. Về là mình cưa vô luôn, khỏi cần phải vũa xiết gì lại, rất là ok ha. Rồi bơm nước thì bên em còn hai con R15, con này thì giá nó 1.3 triệu. Hai cái con này bên em có clip test nổ rồi luôn,
anh em nào mà quan tâm thì cứ cho em số Zalo, em quăng cho anh em cái clip test nổ rồi mình chốt thôi. Ở giá 1,3 triệu, con bên đây là 2,8 triệu, con này thì Honda GX25 bơm nước 4 thì chạy là siêu tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thế giới luôn nha anh em. Do đó anh em nào mà muốn kiếm cái máy bơm mà để tưới rẫy mà tiết kiệm nhiên liệu mà tối ưu nhất thì anh em lấy cái con R18 này là không có đối thủ nha. Nó đứng thứ hai thì không thằng nào đi dám đứng thứ nhất đâu. Rồi như vậy em điểm qua sơ qua cho anh em cái lô ngày mai 8:30 bên em sẽ lên lô chính thức. Còn anh em nào mà mình đi chơi đó thì mình chốt trong cái lô này thì mình sẽ bục được những cái con máy nó rất là ngon ha. Rồi anh em nào ưng thì gọi qua giùm em số này 0967100003 ha. Nếu hay hay cho em xin một lượt like, bấm đăng ký kênh, cộng bật chuông để nhận tất cả thông báo khi em lên video mới nha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video tới thời điểm hiện tại. Cảm ơn anh em rất là nhiều.